Hello và chào mọi người đã trở lại với kênh hướng dẫn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để tải game Play Together trên máy tính nha. Thì ok, trước tiên khi bắt đầu video á, thì mọi người đừng quên để lại một like và một chia sẻ, và đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì trước tiên á là mọi người tải cho mình cái giả lập là Knock nha. Giả lập Knock này, mình sẽ để link tải này dưới phần mô tả. Sau khi mọi người tải nó về rồi á thì người khởi động nó lên. Nhưng mà cái Play Together này nó phải chơi trên Android 7 thì phải, thì giả lập này nó sẽ giúp mình chơi được trên Android 7. Thì để mình sẽ hướng dẫn người cách để mà tải cái Android 7 ở trên Note luôn nha. Thì, để nó khởi động lên cái tại mình để dưới phần mô tả thì người ta về rồi đợi nó cài đặt rồi nó chạy cái. Ok, tí để nó load cái màn hình. Ok, sau khi mọi người vô đây rồi đó thì mọi người nhấn theo cho mình vậy. Cái biểu tượng này này đây, cái này là đa nhiệm này. Cái biểu tượng ở ngay góc ngay dòng thứ ba này, từ dưới đếm lên. Như vậy nhấn vô đây. Ở đây thì nó có cái hai cái này, một cái là Android 5, cái Android 7. Thì cái Android 7 mình chưa có chạy này, thì mình sẽ thêm mô phỏng vô. Thì mình nó có hai cái, một cái bản cơ bản này, cái bản chính thức thì mọi người nhấn, thì mọi người thấy cái chỗ thêm bộ mô phỏng này phải không, các bạn nhấn cái nút ba chấm này này. Đấy, nhấn vào cái nút ba chấm ngay dưới góc bên này này. Sau đó bạn nhấn Android 7 thì nó sẽ tải về. Đấy, nó sẽ tải về, thì thường nó tải lâu lắm. Cái này mình đã tải trước rồi nên nó lẹ. Sau khi mọi người tải xong rồi thì mọi nhấn vô đây, cái nút play này này. Người tắt cái cũ đi, tắt cái này đi, rồi tắt cái đó đi. Hiện tại mình đang chạy Android 7 nha, Android 7. Lúc nãy mình đang chạy Android 5. Thì cái cách mở là mình chỉ cần nhấn vô nút ba chấm đó thôi, nó sẽ mở lên cái bảng đó. Xong mình sẽ chọn Android 7 để mình tải nó về, nhưng mà tải cũng hơi lâu á, khoảng 15 phút hay gì á. Rồi để mình kiểm tra mình phải Android 7 không nha. Mình nhấn vô đây lại này. Đây mình đang chạy Android 7 này. Mình nhấn nút 3 chấm này, mình nhấn Android 7 thôi. Mình tải á, phiên bản thì mình cứ nhấn 3 chấm xong mình nhấn Android 7 thì nó sẽ tải nó về. Ok, giờ tới đây thì mọi người thì nó đâu rồi đó. Cái gì chúng ta ứng dụng như sao vậy? Tìm kiếm game Play Together. Okay, bạn chọn kết quả này nè, Play Together quả thứ hai nè. Bạn nhấn vô nha, đừng nhấn cài đặt nha. Bạn nhấn vô đây, nhấn vô cái tên đó đó. Nó vô đây, nó mình nó vô từ Google Play Store không? Nó sẽ bắt mình đăng nhập thì mình cứ đăng nhập. Rồi đăng nhập xong rồi thì mình sẽ vô được cái trang cài đặt này, mình nhấn cài đặt thôi. Mình sẽ đợi nó cài đặt. Thì ok, sau khi mà tải xong á thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách hướng dẫn mọi người cái một số cái cài đặt của cái giả lập nha. Mọi người nhấn vào cái bánh răng này, này của cái giả lập á, nhấn vào các bạn chọn cài đặt tính năng này. Đây nó có cái dòng là cài đặt tính năng của cái CPU này, thì mình sẽ chọn vừa thôi. Còn nếu mà mấy bạn nào yếu yếu chút thì mình chọn mức thấp hơn cũng được, mình thì chọn vừa thôi. Tại nó nếu mà lấy full core thì nó hơi lắc. Để core thì nó full core là chạy 100% CPU nó lắc lắm. Còn ở chế độ tương thích thì mình sẽ chọn Ubuntu làm lớp này. Còn nếu mà bạn chơi thử, nếu mà nó lắc ra thì bạn chuyển thử sang DirectX. Dần dần mình chơi Ubuntu là bình thường. Thank you.
Ok, để nó tải game lên cái. Chín. Trời, nó đang cập nhật à. Nó sẽ cho mình hai cái, một cái là nóc, đó là multi drive này, mình nhớ nhận là multi drive, xong rồi nó sẽ cho ra cái bảng này, các bạn nhớ cái nút play ở phía trên này, đây là sẽ mở cái bảng này rất là hiền, thì nó sẽ mở thẳng luôn Android 7 thay vì các bạn phải mở nóc lên xong đợi nó chạy, xong rồi phải đợi nó hiện cái bảng lên. Android 7 lúc mà các bạn khởi động lên á, nó mới có trên Android 7, nếu mà bạn nhấn nút nó thôi đó thì nó sẽ hiện là Android 5 thôi, nó không có game ở trên đó, game hình như là không có trên đó luôn. Thì đây nè, mình cài đặt trên Android 7 thì nó có cái người chơi rồi, thì mình đã nhấn người chơi rồi mà nó đang gì nên hơi thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này, nếu mọi người thích thì đừng quên để làm một like và một chia sẻ. Mình muốn nhớ nó subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hẹn gặp mọi người các clip sau. Bye.